khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang bước vào giai đoạn chuyển mùa từ mùa mưa qua mùa khô, nên mưa có xu hướng giảm dần. Hôm nay toàn tỉnh tiếp tục duy trì thời tiết khô ráo, ban ngày có nắng. Mưa chỉ diễn ra ở một vài nơi vào chiều tối, nhưng lượng mưa không đáng kể. Diễn biến thời tiết cụ thể ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc nắng cả ngày. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm 85 đến 90%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, huyện Đất Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc nắng cả ngày. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông bắc cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm 80 đến 85%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo, hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 12 năm 2022, nước lớn mức cao nhất 390 cm vào lúc 22 giờ và nước ròng mức thấp nhất 120 cm lúc 14 giờ 15 phút.